funnygame.vn sau hack liên quân PUBG giá rẻ uy tín. Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Thế gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City nha. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video giúp mình nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Ok, thì có rất nhiều bạn hỏi là anh có bị ban nick không sau khi anh sử dụng cái gì nhỉ? Phần mềm Hola để fake IP sang Tây Ban Nha. Thì mình xin thưa là mình bị hack rồi. À, bị ban rồi. Đùa tí thôi, bị ban đâu anh em. Cái đấy nó không bị sao cả nhá. Chúng ta sẽ đính chính lại cái lỗi đấy. Là những người dùng Hola thì sẽ không bị làm sao. Đấy. Thì bên Dragon City ấy, họ đã thông báo rồi. Ban là chắc là do là những anh em là do dùng tool thôi. Hoặc là họ bị sao nhỉ? Họ bị hacker hay cái gì đó ban nhầm một số tài khoản. Mình không nhớ rõ lắm nhưng mà vấn đề là dùng cái Hola thì không bị sao cả nha. Bằng chứng là mình đây. Mình không dùng tool hack thì nó vẫn còn đảo đây. Vẫn còn đảo này vẫn chơi ầm ầm đây. Hôm nay là kết thúc đảo này nha anh em. Vì thế chơi luôn. Cho thú ăn collect food. Rồi ok, thật ra thì mình chỉ lấy con này thôi anh em ạ. Mình không có quá nhiều thời gian ấy. Tiếp tục chơi nào. Lên đường. Đấy, chơi mượt mà này Flappy Dragon anh em. Rồi ok ok, chúng ta sẽ lấy hết những cái trong chóng nhá. Trong chóng tre. Ok, mình đang bị viêm họng anh em, khá là khó chịu ta. Xuống dưới nào, có thêm một số cái cục đấy 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 đấy, rất mượt luôn. Đấy. Ây da, đập mặt vào đâu, đập mặt vào đá rồi, khó chịu ghê. Mình định lấy con kia cơ nhưng mà thôi, chắc là lấy con này thôi. Chắc là lấy con này là ngon rồi. Artist White. Cho thêm được một con rồng nữa. À, rồi mình cứ chơi nốt đi á, chơi nốt mấy cái điểm đi á. Đằng nào thì cũng đang khá là rảnh ta. Để thêm một cái gì để lấy thôi. Xuống dưới nào. Chắc là sắp tới sẽ có sự kiện này đây anh em. À, hình như chiều nay sẽ đua Heroic nha anh em. Anh em đã chuẩn bị gì chưa? Mình mới có hơn chục game để dành cho đua Heroic thôi. Không biết là sẽ như thế nào đây. Chúng ta sẽ xuống dưới này lấy mấy cái trong chóng này. Lên trên lấy trong chóng cái. Nào xuống, lên xuống hết luôn. Lên. Đấy. Hợp lý không? Cho sẽ ăn hết vàng nha. Ý chà. Lấy trong chóng. Hết cái 5 cái cầu vồng là hết trong chóng nha. Tối đa là 130 cái trong chóng thì phải. 130 điểm trong chóng thôi. Không nhiều cho lắm nhưng mà chúng ta vẫn đánh được 4 này. Đấy. Cái cấp cuối cùng rồi. Ui da, vẫn còn trong chóng à? Vẫn còn trong chóng tre nè. Rồi xong nhá, lúc này là hết trong chóng đây anh em. Bây giờ đi được đến mức nào thì đi thôi. Úi trời ơi. Ok. Ui trời đâm rồi. Cho được thêm khoảng 119. Hơi ít ta. Có vẻ là hơi ít ta. 2100. Trên này cũng không có gì nhiều cả. Ở đây có một con rồng gió thì đẹp thôi nhưng mà chắc là cũng không lấy được rồi. À, kết thúc cái sự kiện đấy nha anh em. Và mình đã lấy được hai con rồng khá là xịn sò ở đây. Một đó chính là cái con rồng mặt quái vật này, khá đẹp, epic. Và một thêm một con legend nữa. Con legend hai đầu. Đây, đây chính là con legend hai đầu của chúng ta. Không phải mua, mà nó ở trong cái store của mình. Nó ở trong cái trứng của chúng ta. Mình sẽ kéo xuống dưới nha anh em. Để anh em nhìn thấy luôn. Đây, artist. Ui, đừng bán. Con nào nhỉ? Dark Commander Stardust đâu ta? Axis White. Ơ, có rồng hai đầu nữa ở đâu nhỉ? Nó tên là gì ta? Chết rồi, không nhớ tên rồi. Đừng bảo không có nhé. Không có thì vỡ mồm. Ơ, mình nhớ tên con đấy là con gì ta? Cái sự kiện đây. Sự kiện đâu nhỉ? Sự kiện đây thì lấy được rồi mà. Đấy, claim mà. Hell Twin Dragon. Chính xác là lấy được rồi mà. Hell Twin Dragon. Rồng hai đầu, rồng địa ngục hai đầu nhá. Đây, mọi người tìm theo trứng. Hell. Đây rồi, nó là đây ạ. Sử dụng luôn này. Up luôn con này này để có thể là review anh em xem. Nó sẽ up thêm một con nữa trong này. Store. Trứng. Arctic White là chiếc con này luôn. Arctic White, mình thử tìm xem tên nó có ra không nha. ARC Arctic White. Đây chiếc quả trứng của nó đây anh em. Nó đang up rồi anh em ơi, tất cả đang up hết rồi. Một con thì còn hàng một ngày nó sẽ có review này. Con này thì sẽ chỉ là 22 tiếng thôi, khá là dễ. Con này cũng là một ngày. Nói chung là cũng toàn bộ là con rất là ngon, nó rất là đơn giản thôi. Mình sẽ kích hoạt cái này lên.
không kích hoạt được nha. Chiều nay là sẽ có sự kiện nha anh em, sự kiện đua Heroic thì phải. Chúng ta chờ đợi sự kiện này rồi. Bây giờ ta làm gì tiếp nhờ, nhiệm vụ của bang hội. À đúng rồi, có một bạn hỏi là anh ơi cho em vào bang hội đi á. Đây, bang hội đây, bang hội của mình là bang hội gì nhờ, My Island đây. Đó là giải ngân hà EZ. Anh em mà đủ điều kiện là 50.000 cái Master Point, gửi thông tin tới để anh cho các em vào trong này. Hiện tại đang một số thanh niên bị ban mất nên bị out khỏi team rồi. 3 hay 4 người gì đấy. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu quest. Quest đánh tí vậy. Chiến thôi, đằng nào thì cũng khá là rảnh rỗi ở đây nên ta sẽ chơi một xíu xíu. Swap, con này cũng đang cần luyện, con này đang ở cấp độ B. Nếu mà luyện thì nên luyện cho con rồng con gì nhỉ? Con gì mà đang đi đánh đấu trường ta? À không, con đấy đi học skill rồi. Con đấy đi học skill rồi nên không làm gì được rồi. Con Beans, ok, đánh nào, bé nào muốn lên nào, flame throw 2900, bé nào muốn lên nữa. Đây là con rồng bạch tuộc ạ. Này thì bạch tuộc này. Một bé nữa, bé nào muốn lên. Bạch tuộc chết đi cưng, 14k, yes. Hậu vệ rừng xanh của chúng ta khá là tốt. Đấy, bé nào muốn lên đây nữa nào. Bây giờ thì tiếp tục thì Lewis Butter sẽ đánh liên tục này anh em. Ok, bên này thì cũng sẽ chiến thôi để lấy game các kiểu. Rảnh rỗi lúc nào là chúng ta vào mình chiến thôi. Với cái này thì chúng ta sẽ đánh thật nhanh thôi. Donald Trump, con gamer gì đây? Điện thoại à? Điện thoại các kiểu 161k, bé nào muốn lên nữa nào? 72k, bé nào muốn lên đây nữa nào? Tấn công 75k này. Bizzes, tên là Bizzes. Và một phát nữa là xong này. Nói chung khá là nhanh thôi. Không khó, không có gì khó khăn ở đây cả. Cornell, Nordic, ok, tấn công nào, 74.000. C4War 173k. Rất tốt, rất mạnh. Ở bên này chúng ta có thêm 6 game. Tiếp tục thì đánh thêm thôi. Butter, Lee Wish, còn 3 trận nữa đúng không? Đánh thêm 3 trận nữa. Chiều nay rảnh đánh thêm 3 trận, xong ngày mai kiếm thêm được 6 game nữa. Chúng ta cần có thêm ít game để chuẩn bị cho cuộc đua Heroic anh em ạ. Đang sẵn sàng hết dành cho cuộc đua Heroic rồi. Đua cố gắng lần này được gọi là lap 17 hoặc lap 19 gì đấy thì cho nó khỏe tí nhé. Để có thể thêm được những mảnh rồng Heroic các kiểu. Và team này hơi yếu, hơi ít. Không biết phải là này đua team không ta? Đua team thì đúng là sấp mặt luôn đấy. Đua team thì đúng là sấp mặt lờ luôn. Ok, đánh nhau với con gì đây? Donald Trump. Donald Trump này. Một bé hẹo. Hẹo luôn ạ. Hẹo luôn này. Dragon Dragon. 72.000 là cái con rồng ở đây. Tấn công 71.000. Ô, còn một hit nữa chết. Mày chạy đâu hả? Con rồng Heroic. Mấy con rồng Heroic mình chưa có ra. Mình cứ tâm lần này mình sẽ kiếm vài con rồng Heroic về. Thêm về để chúng ta siêu tầm. Yes. Nghe có vẻ hay ho đấy nhỉ. Ánh sáng tấn công 166k. Bé nào muốn lên nữa nào? Icaro Dios. Này thì Icaro này. Icaro Apsu Dios là con này. Bé nào muốn lên nữa nào? Bé này muốn lên này. 76k. Yes. Hay nha. Claim này. Đã xong. Sau khi ta đánh thắng xong cái này thì bắt đầu là chuyển qua cái phần đó chính là arena. Tăng công được không? Búp công lên. Con này vẫn đang học cái skill bên này. Nó mất khá nhiều thời gian. Bây giờ ta sẽ không active cái này rồi, chắc chắn rồi. Bây giờ thì có phần hai phần, còn là phần challenge và phần kia. Phần này thì để luyện tập cho rồng này, chúng ta sẽ luyện rồng Heroic của chúng ta lên max rank các kiểu nhờ. Mình có một con rồng Heroic khá là khỏe bên này. Và Heroic Rarity, con nào chưa luyện thì luyện thôi. Đây, có hậu vệ rừng xanh, có thần long ánh sáng, có thánh hỏa. Ui, còn nhiều con thế nhờ. Toàn con chưa luyện rồi. Luyện hết em ơi. Một bé thôi là đủ rồi. Đánh nhanh mà. Mỗi ngày ta sẽ có tầm 6 trận đánh thì tội gì mà không chơi nhỉ. Luyện mắc luôn. Hôm nay không có dòng mới test, chắc là mai thì mình có dòng mới. Mai ta sẽ có rất nhiều dòng mới để test cho anh em xem nhá. Pua lại mai thứ 6 à. Mai thứ 6 thì có rất nhiều dòng khác nhau để test cho anh em.
Elements, Dragon, ok, Flame. Đốt lửa lên nào, bé nào muốn lên nào. Victory, chạy, đang chạy. Ok, bay. Challenger Lock. Nó hơi lag nhỉ. Sao nó cứ xoay mãi này, đánh đi, đánh bao giờ mới xong. Heroic, nó không nhớ tên, khổ nỗi là không nhớ tên. Nhớ tên đó chính là NTT nha anh em. Bây giờ thì mình mới để ý tên của nó là NTT Dragon. Trước không để ý đâu. Có nhạc không ta? Không có thông tin nhạc luôn ấy. Game này mix audio. Game này không có nhạc à? Buồn ghê ta. Ở hay mình tắt nhạc của game này đi rồi. Không có nhạc ở game này, không có nhạc thì phải đúng không? Chán nhỉ? Thế thì đợt tí nhạc lên vậy. Desktop lên. Hay như mình tắt nhạc của game này đi đúng không? Mà sao đánh nhau trong này không có nhạc nhỉ? Nó hơi vô lý. Vô lý quá. Màu sắc con mấy trong này trông đẹp thế nhỉ? Có tí nhạc ăn rồi, 500 music rồi. Quay tận 10 phút mà bây giờ mới để ý là không có nhạc. Khó chịu vậy ta. HTR Tùng là bạn ngày trước ở cuộc bang hội chúng ta đây, Trần Thanh Tú 25. Ok. Chúng ta sẽ lựa chọn con Heroic của chúng ta. Đâu rồi? Heroic của chúng ta đó chính là Entity Dragon. Lên. Bé nào muốn chiến nào? Thịt hết. Tấn công hết. Xuyên thẳng và đâm thủng nó hết luôn. 17k, bé nào muốn lên? Hunger Dragon với chiêu Flame Throw. Thối lửa. Poker, con này là con Poker Dragon. Xong. Một bé nữa. Bé nào muốn lên nữa nào? Muốn lên thì alo luôn nhá. Để mình còn biết thì mình còn đánh luôn. Oh yes. Còn 3 trận nữa anh em. Bé nào muốn lên nào? 7 à? Đánh luôn anh em. NTT. Ok, tìm rất nhanh rồi. Một khi ta quen rồi tìm siêu nhanh. Không có gì là phải lâu cả. Flame, con này con Flame Dragon. Mình sẽ dùng cái Acid Rain à. Ok. Đơn giản nhỉ. Xong rồi. Đơn giản như đang rồi. Còn 2 trận nữa là chúng ta sẽ xong à. 2 trận nữa thôi là xong à. Nhất Lam Như Anh, Les BD, Nguyễn Hải Sơn xong rồi nhá. Sắc Melio, NTT. Con này thì nó là hệ Pua đằng đầu tiên, nên nó cũng chẳng xoắn bất kỳ một con nào cả. Tất cả một thể loại đều được đánh được hết. Beehiver. Rồi, con này sẽ luyện lên cấp độ, đó chính là B này, B cộng, A trừ, A và A cộng. Đấy là tất cả những cấp nó có thể luyện tập lên được. Serial Killer Dragon. Ok, chết thôi. Đơn giản. Đấy, lên B cộng rồi. Yes, chúc mừng. Hai Entity Dragon ra lên cấp độ đó chính là B cộng. Đã cố gắng. Xoay. Có cái gì nữa không? Oh, wow, hot. Còn một ai nữa không? 25, 7, 63, 28, 54, 18. Một trận nữa anh em. Một trận nữa là xong rồi. NTT Dragon. Đây, chính là nó. Chính là nó và đồng bọn. Ok, lên đường. Uống miếng nước cho nó ngọt giọng. Đơn giản thôi. Element Paladin. Con Paladin này mình tìm mãi mà không có nhá. Chúng ta tìm mãi một con Paladin này mà không thấy ở đâu cả. Có Double Terra thì cũng chết thôi. Đơn giản. 3-4. Xong. Bây giờ ta sẽ tắt cái này đi. Để chuyển qua phần đánh nhau chính. Chúng ta là chính là Master Electric. Trời ơi, team dòng của tôi đâu rồi? Có mỗi thần sấm nè. Chết tôi rồi. Thật sự là hơi bị ngáo rồi đấy. Có sấm sét sẽ được tăng thêm máu đúng không? Tăng thêm máu. Khó chơi đấy nhỉ. Yeah. Thật sự là khó chơi phết. Nó có toàn bộ primer thôi. Đánh được anh em ơi. Lên cái đấu trường lần này đánh có vẻ như là khó khăn hơn rất là nhiều. Mình có hệ pua ở đây nên mình rất là tốt trong khi đánh nhau với mấy cái hệ vô cực của nó. Có ánh sáng không ta? Một hit chết rồi. Mình đánh tầm khoảng 58.000 máu khi được tăng công lên ấy. Còn thường đánh được khoảng 50.000. Một cân tim thôi cũng được. Không vấn đề gì. Có chiêu kết hợp, có chiêu khắc hệ mà không đánh kìa. Nhỏ vãi. Quên. Chúng ta sẽ có 12 trên 20. 38 và 37.
Khỏe nhỉ? À không không sao, đánh được. À cơm con chắc khắc chế rồi. Chết rồi, chết rồi. Quả này cũng hơi mệt đấy nha. Mà chúng ta nhiều máu, 157.750 máu cơ. Hawk Hong, người khổng lồ xanh à? Người khổng lồ xanh. Vả nó, ô không được. Đây đánh chiêu thường thôi là chết rồi. Mày. Thế thôi. Han, người khổng lồ xanh. Đây, chiêu vô cực đây, à chiêu pua đây. Con rồng ăn bánh này như mình cũng có hay phải. Mình nhớ đâu đấy nó sẽ có. Hệ sấm sét được tăng thêm khoảng 30% máu nhá, không tăng đam, không tăng công, không tăng cái gì cả, tăng mỗi máu thôi, tăng mỗi 30% máu thôi. Hình như mình còn chưa lên được cái rank cao nhất thì phải đúng không? Mammoth super sao. Ôi chết rồi, con này khỏe đấy. Super sao, ôi vẫn chết à? Super sao vẫn chết như thường luôn. Tưởng thế nào? Chết này, một cân tim nó có thật, sứa từ thần cân tim rất là khỏe. Ten, chúng ta sẽ có là 18/20, 32/30 và level 23. Sẵn sàng để chiến đấu. Ok, Dragon Dragon Dragon. Dragon với giá với tầm khoảng 60.000 máu thì nó rất là trâu nha. Ok, khắc hệ. Ok, khắc hệ thì đánh thôi. Không vấn đề gì. Mấy bạn sau thì yếu có mỗi Dragon là còn nghi ngại thôi. Còn mấy con sau thì yếu nhất à. Đánh thoải mái. Spoke Dragon với chiêu Acid 115k rất nhanh. Chúng ta tăng hạng đúng không? Mình đang 10.200, 1.300. Ai chà, bây giờ bắt đầu lên là 12.000 cộng rồi. Ui, lần này mình bị giảm ranking thế. Giảm ranking hồn bạc vía vậy. Chúng ta sẽ có thêm Boulder, Anemon và Cosmo. Còn 2 trận nữa, đánh nốt 2 trận anh em. Nhờ yeah. Còn Multi Dimension thì bị khắc hệ, quá nhỏ cho đội bán lọ. Con rồng đẹp phết, con rồng này ngày xưa là con gì ta? Con này có giống như kiểu là Fize đại vương anh em, nhưng mà cũng chết thôi. Sứa tử thần thì quá đẹp. Mew, con này con Mew. Con Mew quá đẹp luôn. Một trong những con đẹp nhất của mình hiện tại đang sở hữu. Ten. Xong rồi. 3/20, 31, 26 và 21. Đánh thôi anh em. Chiến đấu nào. Bé nào muốn lên đây nữa? Pura này 99k, con nào muốn lên? The Star of Winter Dragon. Star of Winter Reday, yes, với 27.000 máu. Này thì 27k này, chết. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này tại đây nhé. Xin chào anh em cũng như là hẹn gặp lại anh em sau nha. Bye bye.